Phó trưởng Công an quận 10 bị tố quan hệ bất chính với nữ cấp dưới. Công an Q10 đã mời những người liên quan đến vụ việc một phó trưởng công an Q10, thành phố Hồ Chí Minh có quan hệ bất chính với nữ đồng nghiệp cấp dưới đang lan truyền trên mạng để yêu cầu giải trình, xác minh vụ việc. Sau khi xác minh vụ việc thì có hướng đề xuất nhanh chóng cho lãnh đạo công an thành phố xử lý. Mặt khác, nếu vụ việc này có thật, sau khi công an thành phố xử lý về mặt chính quyền thì quận ủy Q10 cũng sẽ xem xét xử lý về mặt đảng đối với những người vi phạm. Chiều cùng ngày, theo nguồn tin từ Công an Q10, Công an quận đã có báo cáo thông tin liên quan đến Công an thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong ngày 27 tháng 8, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền hình ảnh và thông tin được cho là một phó trưởng Công an Q10, thành phố Hồ Chí Minh quan hệ bất chính với nữ đồng nghiệp cấp dưới.